Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn Ngọc Bích em trở lại xin giao lưu với các cô chú anh chị về mẫu hoa giấy ha. Số điện thoại để mua hàng là 0706961085, cũng là số Zalo để mua hàng ạ. Đầu tiên là em lên cái số 1 là một cây ngũ sắc nha. Dạng bông rất là gộ luôn nha quý cô chú anh chị, phôm tàn là rất là lớn luôn ha. Được cái phôm tàn như vậy thì nhà vườn của em đã chăm sóc từ một năm đổ lên nha mới được cái phơm tàn như vậy luôn ha. Bông bông gỗ tròn bốn mặt luôn ha quý cô chú anh chị. Đây. Được cái dàn bông như vậy á thì bên em thì cái dàn vẫn được cái giữ được cái dàn lá như vậy ha. Đây. Xanh tốt luôn. Đây, phần ở trong đây thì mắt ghép thì được cắt được ghép liền lại với nha hết ha. Phơm tàn đây này cô chú anh chị nhìn lên rất là dày luôn nha. Rồi. Thân rất là sạch luôn nha quý cô chú anh chị, ra gốc đẹp rất là đẹp và có duyên luôn ha, gốc sạch sẽ luôn nha. Nhà vườn em thì được vô cái chậu lớn về như quý cô chú anh chị luôn ha. Rồi cây rất là sống khỏe luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 1 là có chiều cao là 1m4 ngang 1m5 hoành 20. Mã số 1 em xin giao lưu là 1,2 triệu ạ. Em ba ship cho quý cô chú anh chị đến nhà luôn ha. Về vấn đề xe thì cô chú anh chị nào ở ngoài quốc lộ á, lỗi lớn thì em có thể gửi xe để hạn chế sự rụng bông cho cô chú anh chị luôn ha. Tiếp theo là mã số 2 ạ. Mã số 2 là cây này phôm tàn cũng rất là lớn luôn ha cô chú anh chị. Đây, phôm tàn mà hai tay em không dám luôn ha. Đây, cái vàng lá rất là xanh mướt luôn nha quý cô chú anh chị, quá trời mấy cái vàng bông này rất là nó tủa tủa xuống luôn nè, rất là đẹp luôn nè, phơm tàn rất là dày luôn. Nhà vườn của em nuôi một năm mấy mới được cái phơm tàn lớn như vậy ha. Vàng cũ rất là quái luôn nha quý cô chú anh chị, gốc sạch sẽ đẹp và có duyên luôn ha. Đây, chậu rất là lớn nha quý chú anh chị. Rồi mã số 2, cao 1m4 ngang 1m3 hoành 20. Mã số 2 em Zalo xin là 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu là em ba ship tới nhà. Tiếp theo là một mã số 3. Mã số 3 phong tàn rất là đẹp luôn ha. Từ trên xuống dưới là trải đều bốn mặt luôn nha quý cô chú anh chị. Đây, bông của em là đang hiện diện năm màu luôn ha. Đây, màu đỏ, màu trắng phớt hồng ha, và màu cam ha, và màu vàng ha. Đây là một hộp sắc pháo nha quý cô chú anh chị, hiện diện đủ năm màu luôn nha. Bên nhà vườn của em thì cây rất là đẹp luôn nè, em về được một lô nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại của để mua hàng là 0706961085 luôn ha. Đây, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Gốc thì rất là đẹp luôn nè quý cô chủ, rất là quá luôn ha, dáng hơi bay nha. Gốc rất là sạch sẽ luôn nè. Rồi mã số 3 em xin, mã số 3 có chiều cao là 1m4 ngang 1m4 hoành 21. Em xin giao lưu là 1,2 triệu ạ, 1,2 triệu là em ba ship tới nhà. Trong quá trình ship thì sẽ có rụng rụng hoa và một rụng lá một ít nha quý cô chú anh chị, và giấy rất là mau phục hồi lại luôn nha. Một đây là có một lên một cây ngũ sắc phong tàn lớn nha quý chú anh chị. Đây là mã số 4. Đây, phong tàn rất là lớn nha, một tay mà em không dép luôn nè. Cây này chờ phong tàn tròn đều bốn mặt, quá sát cái phong tàn luôn ha quý cô chú anh chị. Đây, bông đây là hiện diện đủ năm màu hết ha. Mấy cái vàng bông như vậy nhưng mà nhà vườn em vẫn giữ được cái vàng lá rất là xanh mướt luôn ha. Đây, phong tàn rất là dày luôn nha quý chú anh chị. Các mắt ghép thì đã được nối liền lại với nhau hết rồi ha. Đây, ở đây là thân tàn gom nha quý cô chú anh chị. Cổ rất là quái luôn nha, cổ rất là sạch sẽ luôn ha quý cô chú anh chị. Rất sạch sẽ và có duyên luôn nè. Rồi, mã số 4, cao 1m4,
dây 1,5 m hoành 22, mã số 4 em xin giao lưu là 1,2 triệu ạ. Mã số 5 cũng là một cây ngũ sắc hái 20 cô chú anh chị. Phong tiền nè, rất là đẹp luôn nè. Phong tiền bông tròn đều bốn mặt ha. Bông trải từ trên đây trải đều xuống luôn 20 cô chú anh chị. Trên ngọn nè, trải dài xuống tới luôn ha. Nhà vườn của em á nuôi được một năm mấy mới được cái phong tiền lớn như vậy nha cô chú anh chị. Đây, phong tiền rất là dày luôn ha. Bông thì hiện diện đủ năm màu luôn. Các mắt ghép thì đã được nói liền là với nhau rồi hết ha. Đây cô chú anh chị ha, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trên dưới lên trên ha, rất là dày luôn. Thân thân rất là đẹp luôn ha quý cô chú anh chị. Đây, thân tàn gom nha. Gốc rất là sạch sẽ luôn ha quý cô chú anh chị. Rất là có duyên luôn nè. Giờ mã số 5, mã số 5 có chiều cao là 1,4 m, ngang 1,5 m, hoành 22, mã số 5 xin giao lưu là 1,2 triệu ạ. Tiếp theo là cái mã số 6 ha. Ôi, quý cô chú anh chị nhìn nè, cái phong tàn cái cây này rất là lớn luôn ha, một tay mà em vẫn ôm phong giác luôn nè. Đây đem nghiêng cái phong tàn cho quý cô chú anh chị coi ha. Đây quý cô chú anh chị xem ha, bông nụ rất là nhiều luôn nè, tàn rất là dày đặc luôn ha. Phong tàn rất là lớn luôn nè. Nhà vườn của em á, thì nuôi được một năm mấy mới được cái phong tàn lớn như thế này ha. Chàng cây tàn rất là lớn luôn nè, gốc rất là lớn luôn thấy của chú anh chị này, gốc đẹp rất là sạch sẽ có duyên luôn ha. Đây cho quý chú anh chị coi ha, đây rễ rất là ăn sâu xuống dưới luôn nha quý chú anh chị. Đây hai tay của em mà ôm cũng không dép luôn ha, gốc thân rất là sạch sẽ luôn nha. Rồi mã số 6, cao 1,5 m, ngang 1,6 m, hoành 26, em xin giao lưu là 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu là giá ship tới nhà của cô chú anh chị luôn ha. Nếu cô chú anh chị nào ở quốc lộ á, đường lộ lớn á, thì em có thể gửi xe với cô chú anh chị luôn để hạn chế sự rụng bông ha. Còn cô chú anh chị nào ở trong hẻm đồ thì em gửi qua đường ship ha. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 cũng là một cây giá ngũ sắc ha. Cây này là phong tàn rất là lớn nè quý cô chú anh chị. Bông ha từ đọt. Bông ha từ trên đọt nó bắn dài xuống vậy ha, rất là dài luôn nè. Cái chùm bông rất là đẹp ha. Ngũ sắc là hiện diện đủ năm màu nha quý cô chú anh chị. Đây là màu hồng ạ. Đây là màu đỏ ha. Đây là màu trắng phớt hồng ha. Đây là màu vàng ha. Đây em kiếm một cam. Đây là màu cam đúng không quý chú anh chị? Rồi. Đây là cái cây này được cái phong tàn rất là lớn nha quý chú anh chị. Lâu lâu mấy em về mới được một lô như vậy ha. Quý chú anh chị nào cần số lượng lớn thì liên hệ vào Zalo hoặc số điện thoại của em nha. Rồi. Thân này cô chú anh chị, thân trên đây rất là lớn luôn nha. Và củ đế rất là đẹp luôn nha. Sạch sẽ luôn nè, không có một vết chảy xước nào chân ha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 7, cao 1,4 m, ngang 1,6 m, hoành 26, mã số 7 em giao luôn là 1,5 triệu ạ. Mã số 8, mã số 8 là một cũng là một cây ngũ sắc hái ha cô chú anh chị. Đợt này em về luôn thì cũng được già cây đẹp ha. Cô chú anh chị nào thích thì liên hệ vào số điện thoại của em nha. Đây ha cô chú anh chị, quái trời cái cây này phong tàn rất là lớn luôn ha. Một tay mà em vẫn ôm không giác luôn nè. Đây, tàn rất là dày đặc luôn ha cô chú anh chị. Đây, vàng bông thì nó trải dài xuống như vậy ha. Đây, tuy cái vàng bông nó ra như vậy mà em vẫn được giữ được cái vàng lá xanh mướt như vậy ha quý cô chú anh chị. Rồi. Các mắt ghép thì được đã nói liền lại với nhau hết rồi ha. Rồi về phần củ á, thì củ rất là lớn luôn quý chị,
là rất là quái luôn nè, cũ đặc luôn nha, rất là sạch sẽ và có duyên luôn ha. Đây nhà vườn em là vô rất cái chậu rất là lớn cho quý cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi mã số 8, mã số 8 có chiều cao là 1,5 m, ngang 1,6 m, hoành 34. Mã số 8 em xin giao lưu là 1,6 triệu ạ. 1,8 triệu, 1,6 triệu là giá bao ship tới nhà nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 cũng là một cây ngũ sắc Thái ha. Đây, phong tàn rất là đẹp, rất là dày luôn nha quý cô chú anh chị. Bông thì hiện diện đủ 5 màu luôn ha. Đây là màu đỏ nè, màu vàng, và màu cam, và trắng phớt hồng ha, và màu hồng sắc pháo ha quý cô chú anh chị. Em bao chuẩn cho cô chú anh chị đủ 5 màu ha. Đây, phong tàn rất là lớn. Nhà vườn của em nuôi cái phom tàn này á là hơn 1 năm mới được cái phom tàn lớn như vậy và dày đặc như vậy ha. Và cái phần cũ á, thì phần cũ rất là quái luôn nha, gốc này rất là sạch sẽ, giấy hơi bay luôn nha quý cô chú anh chị, như là hình thú gì đó. Rồi mã số 9, mã số 9 có chiều cao là 1,6 m, ngang 1,6 m, hoành 23. Mã số 9 em xin giao lưu là 1,450 triệu ạ. Số điện thoại để mua hàng là 0706 961 085 ha cô số anh chị. Tiếp theo là cây cũng là một cây ngũ sắc ha, số 10 ha quý cô chú anh chị. Đây phong tàn rất là lớn luôn ha. Cái cây này là màu đỏ. Màu đỏ rất là nhiều luôn nha quý cô chú anh chị. Đây. Cái vàng bông thì từ trên đỏ nó trải dài xuống này luôn ha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Được cái vàng bông như vậy thì bên nhà vườn em cũng được giữ được cái vàng lá rất là xanh mướt luôn ha. Rồi, phong tàn rất là dày luôn nha. Các mắt ghép thì đã được nó liền lại với nhau cô chú anh chị nhìn nè. Rồi ở dưới nhìn anh trên ha, phong tàn rất là dày đặc luôn cô chú anh chị. Cây này là thân tàn gom nha cô chú anh chị. Về phần gốc thì rất là đẹp ha, rất là quá ha. Ăn sâu và trải dài, ăn sâu với nhau cô chú anh chị, rất là đẹp và sạch sẽ có duyên luôn ha. Rồi mã số 10. Mã số 10 có chiều cao là 1,5 m, ngang 1,6 m, hoành 25. Mã số 10 xin giao lưu là 1,450 triệu ạ. Và em xin nhắc lại ha. Trong quá trình ship á, thì sẽ cũng rụng hoa rụng lá nha cô chú anh chị. Số điện thoại để mua hàng là 0706 961 085 cũng là số Zalo của em ha. Đây, tiếp theo là một cây tím Pháp ha quý cô chú anh chị. Tím bướm chắc xin lỗi. Đây là một cây tím bướm ha. Thân rất là một cốt, rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Ở cái màu rất là tươi luôn nè, nhà vườn của em. Nhà vườn của em chăm sóc dữ lắm mới được cái phong tàn như vậy ha. Rồi. Thân rất là bự luôn nha quý cô chú anh chị. Đây. Thân là một cốt luôn nha. Cái mặt bông tím 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 này, tím bướm này thì nó rất là tươi các cô chú anh chị, và bông thì đặc biệt nó sẽ lâu nhuộm ha. Rồi. Cây này là một cốt các cô chú anh chị, thân rất là đẹp luôn ha. Rồi. Mã số 11. Có chiều cao là 1,5 m, ngang 1,2 m, hoành 22. Mã số 11 em xin giao lưu là 850.000 ạ. Tím bướm rồi. Tiếp theo là em cũng xin giao lưu là một cây tím bướm luôn ha quý cô chú anh chị. Đây, cái cây này nhỏ nhỏ mà nó cũng có duyên nha quý cô chú anh chị. Mặt hoa rất là đẹp, mặt hoa tím bướm á nó cũng rất là lâu rụng luôn ha. Em cùng chú ý chú anh chị coi ha. Rồi. Về cái phần gốc thì nó rất là quá luôn nè quý cô chú anh chị, nó cong uốn vậy ha. Đây là một một thân luôn nha quý cô chú anh chị, vàng lá rất là xanh mướt luôn nha. Đây gốc này rất là quái luôn ha quý cô chú anh chị, quý chị nhìn nhìn ha, nó ăn sâu xuống dưới. Rồi mã số 12, cao 90, ngang 90, hoành 16. Em xin giao lưu là mã số 12 là 450.000. 450.000 là giá em bao ship tới nhà cho quý cô chú anh chị luôn ha. Tiếp theo là một cây cẩm hạch tàn hồng nha quý cô chú anh chị. Đây,
Tại hôm này mà gần tới dịp Noel đó thì cô chú anh chị mình mua một cặp ha để trưng nhà rất là đẹp ha với cô chú anh chị. Đây, nhà giường em đã vô khung hết trơn ha với cô chú anh chị. Đây là dây nhôm ha, không bao gỉ sét, bao gỉ sét cho quý cô chú anh chị ha. Đây hôm này là một phố bao nhiêu quý cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nè. Đây, gỗ đế rất là ăn sâu dưới luôn ha. Mã số 13 có chiều cao là 1m25, ngang 70, hoành 19. Mã số 13 em xin giao lưu là 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu là giá em bao ship tới nhà luôn ha. Hết luôn. Hết luôn. Mã số 14, mã số 14 cũng là một cây cẩm thạch tàng thông ha. Gần tới Noel rồi, cô chú anh chị mình mua một cặp hai giờ để trưng. Trong chậu rất là đẹp, về cô chú anh chị hai chậu ha, bỏ vô chậu đá rất là đẹp luôn nè. Đây, đây là dây nhôm nha cô chú anh chị, không không gỉ sét gì hết nha. Đây, nhà giường em đã vô khung hết trơn rồi cho quý cô chú anh chị, rất là dày ha. Đây, nó đang bắn đọt non nha cô chú anh chị, nó sắp chuẩn bị ra nụ hết trơn rồi nè. Đây, phần gốc thì gốc này rất là quái luôn ha quý cô chú anh chị, sạch sẽ luôn nha và rất là có duyên luôn nè. Rồi, mã số 14, mã số 14 có chiều cao là 1m25, ngang 70, hoành 18. Mã số 14 xin giao lưu là 1,2 triệu. Phần cuối clip em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip em nha, rất mong được sự ủng hộ từ các cô chú anh chị gần xa, em xin cảm ơn.